Đó. Nhanh chín quá vậy ta. Lưỡi dữ. Lưỡi dữ. Rồi, sao chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Chết anh rồi, Khánh ơi. Hồi nãy em mới có được ekip bật mí một cái thông tin à. Đó là anh học đại học văn hóa nghệ thuật. Thì em có một câu hỏi cho anh là tại sao anh học ngoài Bắc mà anh vô miền Nam anh học vậy? Đó là một miền ký ức. Thật sự hôm nay gặp tụi em muộn ở chợ, gặp tụi em sớm á, anh đã dẫn Khánh đi về miền ký ức của anh. Nó khóc hết hai bịch khăn giấy luôn. Chương trình cho anh xin một nét nhạc buồn nha. Ok, anh có thể kể lại cho tụi em nghe được không? Tụi em rất là tò mò. Sở dĩ anh vào trong Khánh Hòa Nha Trang anh học là bởi vì anh thi Hà Nội bị rớt. Hết. Rồi khóc. Quá, em đang chuẩn bị là em khóc luôn á. Xong rồi đứa cô anh nói xong cái nó giật tôi chồng lại anh. Bởi vì em không có cái tâm trạng nghiêm túc khi nghe anh kể chuyện. Nghiêm túc lại nè. Dạ rồi, em nghiêm túc thôi. Bây giờ coi dầu nóng đi nha. Đây để em kể cho nó câu chuyện. Vậy chưa đâu. Sở dĩ từ Hải Dương anh vào trong Nha Trang anh học, chưa thấy cũng khóc em. À, dễ nhỏ thế em. Rồi, ok. Sở dĩ anh từ Hải Dương anh vào trong Nha Trang anh học là bởi vì phải thi rớt ngoài kia em ơi. Chưa hả? Gãy tâm lý của người ta. Khánh, sorry. Anh đang chỉ nó cách khóc. Sở dĩ anh từ Hải Dương anh vào trong Nha Trang anh học là bởi vì dầu sôi. Nhỏ lửa đi em, dạ, nhỏ lửa lại đi. Em bị nhập tâm quá. Nghe câu chuyện mà lên Nha Trang anh Khoa quen một người con gái, câu chuyện nó mới khóc. Cô ấy tên là Dũng. Tên nghe nó hơi đàn ông nha nhở. Dũng thật à? Nguyễn Văn Dũng. Đặt tên là thôi, Nguyễn Văn Dũng. Nhưng mà cô ta khéo tay lắm. Cô ta làm thợ hồ. Wow. Cô ta có thể vác được anh Khoa luôn không? Anh dẫn mày đi miền ký ức thế nào mà giờ mày nói người yêu anh làm thợ hồ em? Chứ sao anh kể sao em quên rồi. Rồi bây giờ bạn nào rảnh nè. Anh ơi, sáng giờ mình đi Nha Trang vui anh. À, được nướng rồi chị. Đúng rồi, mình được nướng. Rồi những cái gì gần bếp, gần than cứ để cho em. Đó, hôm nay em sẽ chiên chả tôm hoàng hôn cho anh nha. Dạ rồi, ok. Chứ đừng có bóng đêm nha. Dạ rồi. Pha cái này em nướng. Ừ, nó nhanh chín quá vậy ta. Rồi, chết anh rồi, Khánh ơi. Không sao, Khánh này mình chả ra được, mình kẹo ra được. Trời ơi, ekip có mua nem chín sẵn không? Cẩn thận, em tập trung cái này đi. Em tập trung cái này đi. Cẩn thận, không thành bóng đen nữa. Chữa được. Anh Khoa may quá hả? Chữa được. Anh là người vừa dạy em là đừng có chiên bóng đêm đó. Anh dạy em không chiên bóng đêm mà ngồi đây anh nướng bóng đêm là sao? Cái này nó không phải là bóng đêm đâu, cái này nó là nhật nguyệt giao thoa đấy. Mặt này chưa chín, mặt này gì vậy? Tất cả là tại thằng Khánh. Cái gì? Nó nhắc về Nguyễn Văn Dũng. Nên là anh mới bị phân tâm. Thôi cố lên, chúng ta sắp có được. Rồi, ngồi xuống chị làm cho cục nem. Anh thấy tội lỗi của anh chưa? Đã để tôi được ăn một cây nem, bây giờ cắt còn có nửa cây à? Tất cả là vì Dũng. Bây giờ này Khoa ơi, bây giờ chị chữa được rồi, tạm thời là vẫn ổn, không vấn đề gì hết. Dạ. Vẫn ngon. Vẫn ngon đúng không? Vẫn ngon, không vấn đề gì hết. Chị bao la của em. Chị bưng qua đó cho em lấy cái chén. Để em. Rồi. Không. À, đây. Em lấy cái chén quét ra qua. Mình quét xong lớp mỏng nha. Khoa thật sự ngu ngốc, bảo vệ mấy miếng nem không xong. Thôi, cái ca sĩ mà nó ca được như vậy là đi xa lắm đó. Em học hỏi các anh đấy chứ không, hôm nay rồi, các anh không dạy lại không hát hay là thế đâu.